Cuộc sống giàu sang kính tiếng của ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương. Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương đều có cuộc sống giàu sang bên những người chồng thành đạt. Tuy vậy, cả ba đều khá kính tiếng về đời sống của mình. Bộ ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương được biết đến là những cô gái không những tài năng mà còn rất giàu có quyền lực trong showbiz Việt. Cả ba người được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, được thừa hưởng dòng máu yêu ca hát từ cha mẹ. Song mỗi người lại chọn cho mình những lối đi riêng. Hiện tại cả ba đều có cuộc sống giàu sang hạnh phúc bên những người chồng thành đạt. Cẩm Ly. Cẩm Ly là người có thời gian hoạt động ca hát lâu nhất trong ba chị em. Sau gần 20 năm đi hát, Cẩm Ly luôn nằm trong top những nữ ca sĩ được yêu thích nhất thị trường. Ngay cả khi hát nhạc trẻ thị trường với Đan Trường hay chuyển sang hẳn là nữ hoàng nhạc dân ca, cô đều được yêu thích. Chồng Cẩm Ly là nhạc sĩ Minh Vi, chủ của một trong những hãng đĩa đầu tiên và danh tiếng nhất Sài Gòn. Hiện tại, gia đình Cẩm Ly đang sống trong một căn hộ hơn 1 triệu đô tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Khẳng định vị trí vững chắc ở dòng nhạc dân ca, Cẩm Ly là ca sĩ có giá cachet cao ngất ngưỡng ở showbiz hiện nay. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ còn đảm nhận vai trò giám khảo tại các cuộc thi The Voice Kids, Người Hùng Tí Hon. Những công việc này mang lại cho cô một nguồn thu nhập không hề nhỏ. Minh Tuyết. Trong khi Cẩm Ly theo con đường một ca sĩ nhạc bóp thời kỳ đầu và khéo léo, nhanh gọn, chuyển sang dòng nhạc quê hương và có danh tiếng tại Việt Nam, thì Minh Tuyết cũng đứng trên sân khấu hải ngoại đến mười mấy năm và nếm đủ đắng cay ngọt bùi. Kết hợp với Bằng Kiều, Minh Tuyết Bằng Kiều là đôi song ca ăn ý, có cachet thuộc hàng top ở hải ngoại. Đầu năm 2013, nữ ca sĩ này lên xe hoa, chồng cô là Diệp Nghi Khay, một người Việt thành đạt ở Mỹ. Đám cưới của cô được tổ chức tại một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều khách mời là người nổi tiếng của làng giải trí. Sau khi kết hôn, Minh Tuyết vẫn tiếp tục tham gia ca hát, song cô khá kín tiếng về đời tư. Tuy nhiên, ít người biết chồng của Minh Tuyết là một đại gia thành đạt tại bang California. Anh bằng tuổi Minh Tuyết nhưng sở hữu số tài sản triệu đô, cùng việc nắm trong tay nhiều dự án bất động sản lớn. Diệp Nghi Khay còn được rất nhiều đại gia kính nể vì sự hiểu biết và tài giỏi. Hà Phương. Hà Phương là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình, khá đình đám ở sân khấu hải ngoại. Cô là em gái của Cẩm Ly và là chị gái của ca sĩ hải ngoại gợi cảm Minh Tuyết. Hiện tại cô đang định cư ở Mỹ và có chồng là tỷ phú Chính Chu. Ông Chính Chu hiện là giám đốc quản trị tài sản của tập đoàn Blackstone với những khoản đầu tư từ 250 triệu đến 1,5 tỷ đô và được xếp vào danh sách 40 doanh nhân gốc Việt trẻ thành đạt nhất trên đất Mỹ năm 2012. Hiện tại, vợ chồng Hà Phương sống trong căn penthouse rất sang trọng, tọa lạc tại tầng 89-90 của tòa tháp Trumwood Tower. Biệt thự hoành tráng của vợ chồng Hà Phương được thiết kế vô cùng hoành tráng và xa hoa, khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Có chồng giàu có thành đạt, Hà Phương không tham gia nghệ thuật quá nhiều, cô chỉ lựa chọn những chương trình uy tín. Khi rảnh rỗi, cô thường rủ những người bạn thân thiết như Lương Thế Thành, Bá Thắng, Hòa Hiệp, nghệ sĩ Thúy Uyển đi du lịch. Nữ ca sĩ sử dụng máy bay riêng của gia đình để đưa mọi người từ California đến thành phố xa hoa của nước Mỹ. Bên cạnh đó, em gái Cẩm Ly cũng không phải là người thích khoe khoang của cải. Cô từng chia sẻ, khoe thì sẽ bị mọi người mắng, không khoe thì lại đem đến sự tò mò, có máy bay cũng khổ thiệt. Nghệ sĩ Đắc Xô Tỉnh nói gì trước việc Lưu Chí Vĩ bị chửi thẳng mặt, tạt nước đuổi đánh trên sân khấu? Các đồng nghiệp của Lưu Chí Vĩ, đồng thời là những nghệ sĩ đắc xô các tỉnh miền Tây, đã chia sẻ ý kiến về sự việc Lưu Chí Vĩ bị chửi thẳng mặt tạt nước trên sân khấu diễn ra tối ngày 26 tháng 5 vừa qua. Sự việc nam ca sĩ Lưu Chí Vĩ bị bầu show mắng chửi thậm tệ, khán giả té nước và đuổi đánh trên sân khấu đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Trên mạng xã hội dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt. Bên cạnh ý kiến cho rằng bầu show quá đáng, thậm chí ác độc khi cố tình bày trò sỉ nhục nghệ sĩ, thì nhiều người bày tỏ thái độ không hài lòng trước vấn nạn đi trễ của sao Việt. Vụ ồn ào không chỉ thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả, mà các nghệ sĩ cũng nhanh chóng vào cuộc. Ngay sau khi sự việc diễn ra, Hương Tràm, Cao Thái Sơn, Ân Đại Vệ đã thể hiện thái độ gay gắt lên trang cá nhân nhằm chỉ trích bầu show hành xử quá đáng. Còn về phần các nghệ sĩ đắc show như Hồ Quang Hiếu, Châu Gia Kiệt, Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du và Lâm Khánh Chi cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về sự việc này. Hồ Quang Hiếu. Nhắc tới các nghệ sĩ đắc xô tỉnh không thể không nhắc tới Hồ Quang Hiếu. Với những ca khúc gần gũi với khán giả trẻ tại đây, bạn trai của Bảo Anh được các bầu show nhiệt tình săn đón.
Thậm chí Hồ Quang Hiếu còn được xem là vedette miền Tây. Liên lạc với giọng ca Chỉ Cần Em Hạnh Phúc, anh tỏ ra gay gắt và cho rằng đây là một vụ dàn dựng do bầu show tạo nên. Theo tôi, đây hoàn toàn là một vụ dàn dựng bởi bầu show muốn Lưu Chí Vĩ bẻ mặt. Tôi không biết người bầu show này là ai, nhưng hành xử như vậy thì thật tiểu nhân. Mọi chuyện có thể giải quyết sau cánh gà, chứ không đến nỗi phải bắt loa miệt thị ca sĩ. Việc này gọi là xúc phạm nhân phẩm người làm nghệ thuật. Sau sự việc này, Vĩ nên làm việc với những bầu show đàng hoàng hơn, họ sẽ xử sự văn minh. Đây là bài học cho các nghệ sĩ rút kinh nghiệm để sắp xếp thời gian tốt hơn, bảo đảm uy tín của bản thân, Hồ Quang Hiếu bày tỏ quan điểm. Đồng thời, anh cũng cho rằng Lưu Chí Vĩ đã sai khi nhận hai show cùng một thời điểm, dẫn đến việc không đảm bảo thời gian. Mình làm như vậy cũng là thiếu chuyên nghiệp, mất uy tín của bầu show. Tóm lại, mình cũng cần phải tôn trọng họ, nam ca sĩ nói thêm. Bên cạnh đó, Hồ Quang Hiếu nhấn mạnh hành vi tạt nước, cầm gậy đánh đuổi nghệ sĩ của khán giả như vậy là không hề văn minh. Châu Gia Kiệt, một trong những ca sĩ đắt show nhất nhì tại các tỉnh miền Tây chính là Châu Gia Kiệt. Được biết, ngay sau khi sự cố xảy ra với Lưu Chí Vĩ ở Bình Dương, thì Châu Gia Kiệt chính là nghệ sĩ tiếp theo biểu diễn tại đây. Nam ca sĩ đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về sự việc này. Anh cho rằng lỗi thuộc về cả hai bên, phía Lưu Chí Vĩ đã sai khi nhận cùng lúc hai show quá xa, Tiền Giang và Bình Dương, dẫn đến việc di chuyển khó khăn. Còn vị bầu show này quá nóng nảy, không kiềm chế được cơn giận dữ, để xảy ra sự cố đáng tiếc. Anh tiết lộ, sau đêm Lưu Chí Vĩ biểu diễn một ngày, tôi có làm việc với bầu show Huy, người xích mích với Vĩ, và được biết khi đó, vì sợ mất uy tín với khán giả, họ cho rằng bị anh lừa nên Huy rất tức giận. Người ta làm ăn phải giữ chữ tín vì hội chợ, làm gần cả tháng mới đi. Trường hợp ca sĩ đi trễ giờ không ít, nhưng nếu cả hai biết nhường nhịn nhau một chút, thì sự việc không bị đẩy đến mức này. Tôi rất buồn lòng vì cả Vĩ và Huy đều là những người rất dễ thương. Ngoài ra, Châu Gia Kiệt tâm sự rằng, tuy cách xê tỉnh không cao, nhưng các anh em nghệ sĩ vẫn vui vẻ nhận lời vì họ quý trọng tình cảm khán giả dành cho mình. Mặt khác, nếu không đi hát, các ca sĩ rất nhớ sân khấu, giọng hát sẽ tù lại giống như con dao, lâu ngày bị rễ xét. Chỗ nào khán giả yêu thương thì mình tới. Anh mong rằng cả Lưu Chí Vĩ và bầu show Huy qua đây sẽ có cho mình một bài học nhất định. Ngọc Sơn, ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn cũng là một cái tên rất hot tại thị trường miền Tây. Trước sự việc đàn em bị bầu show đối xử thậm tệ, danh ca đã chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình. Theo đó, Ngọc Sơn bày tỏ thái độ không hài lòng với Lưu Chí Vĩ vì sự cố đi trễ. Tôi đã trải qua thời điểm giống như Lưu Chí Vĩ, đi trễ chút xíu là bà con chửi và bỏ về bởi người ta không biết mình đi hát các show trước. Vậy nên sau đó tôi không dám nhận nhiều, sợ mất uy tín với bầu show và khán giả. Đây cũng là kinh nghiệm cho các ca sĩ bây giờ, bởi nhận nhiều show rồi không ít trường hợp chạy show ẩu đụng xe. Quay lại với sự việc của Lưu Chí Vĩ, Ngọc Sơn tin rằng em không hề muốn điều đó. Tôi nghĩ dù em có sai, nhưng khán giả cũng không nên hành xử như vậy. Thực sự nhìn cảnh người dân cầm gậy đánh em, Ngọc Sơn đã rơi nước mắt, đau lòng lắm. Mong khán giả đừng bao giờ nặng tay với nghệ sĩ như thế, tội nghiệp họ lắm. Ngọc Sơn bộc bạch. Quách Tuấn Du, về phần Quách Tuấn Du, nam ca sĩ bày tỏ quan điểm không hài lòng trước cách đối xử của bầu show. Anh cho biết khán giả rất dễ bị kích động, nên việc ban tổ chức có những động thái tiêu cực gây ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý người dân. Quách Tuấn Du chia sẻ, việc Vĩ nhận show trùng nhau như vậy, phần sai cũng thuộc về anh ấy. Qua đây là bài học mà không chỉ riêng mình Vĩ, mà các nghệ sĩ đều phải rút kinh nghiệm. Đồng thời, Quách Tuấn Du thẳng thắn cho biết những khó khăn khi đi diễn tỉnh. Thường đi diễn ở tỉnh, nhất là diễn ở hội chợ lương không cao. Khi khán giả ít bầu show có thể xin giảm lương, thậm chí cắt lương. Địa điểm tổ chức rất xa dẫn đến việc di chuyển khó khăn, nhiều khi chạy bán mạng vì sợ trễ giờ. Lâm Khánh Chi cho hay, ngay khi sự việc được truyền thông đưa tin, cô đã nhanh chóng đón đọc. Nữ ca sĩ tâm sự rằng, tuy không thân với Lưu Chí Vĩ, nhưng qua vài lần tiếp xúc, cô thấy anh là một người khá hiền lành. Về sự việc cựu thành viên nhóm nhạc SN bị chửi thẳng mặt, tạt nước đuổi đánh trên sân khấu, cô tỏ ra rất buồn. Nữ ca sĩ nói, đúng thật là Vĩ có lỗi, nhưng tôi nghe kể lịch của Vĩ bị đổi đột xuất, nhưng em vẫn chấp nhận tham gia trình diễn ở show từ thiện này, thì tại sao bầu show lại nói cậu ấy không có tâm? Các bạn thừa biết hát ở hội chợ lô tô như vậy các xe rất thấp, nghệ sĩ mong muốn đi hát để giao lưu cùng khán giả, vậy nên mọi người cũng phải thông cảm cho họ. Chẳng ai muốn như vậy, vì đi trễ khán giả bỏ về hết, ca sĩ mất tập trung cũng chẳng hát được. Vì vậy, không nghệ sĩ nào muốn hát trễ, nên việc sỉ nhục họ trước bàn dân thiên hạ là điều không nên.
Lâm Khánh Chi nhấn mạnh, ngoài đời Lưu Chí Vĩ là người hiền lành, sống biết điều. Việc anh đi trễ có thể vì một lý do nào đó. Bầu show lẽ ra nên ngồi lại nói chuyện hơn là ứng xử như vậy với một ca sĩ.